Tỏi rất giàu chất dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbon hydrate, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B, B1, B2, B3, B6, sắt, canxi, kali, manga, magi, photo. Thành phần công hiệu chính trong tỏi là hợp chất hữu cơ sulfơ và lycosize. Ngoài ra, trong tỏi còn có hàm lượng cao germanium và selen. Đặc biệt, hàm lượng germanium trong tỏi cao hơn so với các dược liệu như nhân sâm, trà xanh, trà đỏ. Tỏi từ lâu đã trở thành gia vị không thể thiếu trong góc bếp gia đình. Không chỉ thơm ngon, tỏi cũng được cho là trị nhiều bệnh và có tác dụng tốt trong việc mang đến vận may và xua đuổi khí độc. Tuy nhiên, nếu không biết những trường hợp phải kiêng ăn tỏi sau thì có thể bạn sẽ rước thêm bệnh vào người. 1. Bệnh về mắt. Tỏi có thành phần gây kích thích màng nhầy và mô kết mạc của mắt nên những người thị lực yếu và đang mắc các bệnh về mắt sẽ được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế ăn tỏi. 2. Huyết áp thấp. Những người bị huyết áp nên hạn chế tỏi. Tiêu thụ tỏi nhiều thường làm giảm huyết áp, thậm chí đến mức nguy hiểm. 3. Tiền sử mắc các bệnh về gan. Nhiều người cho rằng tỏi có tác dụng chuẩn khuẩn, ăn nhiều có thể phòng bệnh viêm gan. Thậm chí, có người sau khi mắc bệnh gan vẫn kiên trì ăn tỏi hàng ngày, nhưng đây là cách làm lợi bất cập hại. Người mắc bệnh gan, đặc biệt là các đối tượng bị nóng gan ăn tỏi sẽ càng nóng hơn, gây kích thích mạnh, lâu ngày dẫn tới nhiều tổn thương đối với cơ quan này. 4. Bệnh tả. Mặc dù có lợi cho dạ dày nhưng đối với các đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tả, tỏi lại là thực phẩm nên tránh xa. Đó là bởi allicin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, có thể khiến bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng không mong muốn. 5. Không kết hợp tỏi với những thực phẩm sau. Thịt gà, kiết lỵ, trứng, tạo thành chất độc, cá chấm, dẫn đến chướng bụng. 6. Khi đói bụng. Ăn tỏi lúc đang đói hoặc chỉ ăn tỏi mà không ăn kèm các loại thực phẩm khác thì rất dễ dẫn đến loét dạ dày. Bởi chất allicin, một thành phần của tỏi dễ khiến cho tính kháng sinh trong tỏi phát tác, dẫn đến nóng trong dạ dày. 7. Khi sử dụng thuốc. Giống như ớt và nhiều loại gia vị cay khác, tỏi có một vài tác dụng phụ đối với những người bị bệnh nặng và đang sử dụng thuốc. Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS, người bệnh không nên ăn tỏi vì nó có thể tạo ra một số tác hại cho sức khỏe. 9. Không nên lạm dụng tỏi quá nhiều. Tỏi được xếp vào nhóm gia vị cay, ăn nhiều có thể làm mất tính cân bằng trong môi trường dạ dày, dẫn tới chứng chán ăn, mệt mỏi, giảm cân, thậm chí còn ảnh hưởng tới thận, tổn thương khí huyết và tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới. Tỏi tuy tốt, nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa không quá 10g tỏi là đủ. 10. Khi dùng thuốc chống đông máu. Tỏi là thuốc chống đông tự nhiên, giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa máu đông, đau tim và đột quỵ. Tuy nhiên, khi tỏi được tiêu thụ cùng với các loại thuốc chống đông máu khác sẽ khiến máu lưu thông quá nhanh. 6. Lợi ích ấn tượng khi kết hợp tỏi và gừng. Tỏi và gừng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc kết hợp tỏi và gừng trong ăn uống giúp chống viêm, tăng cường sức khỏe tim mạch. 1. Chống viêm. Trong tỏi có chứa các loại hợp chất chống viêm như A, sulfur. Bên cạnh đó, gừng cũng chứa nhiều chất chống viêm, bao gồm các hợp chất phenoglyzo và horgao. Vì vậy, sự kết hợp tỏi và gừng trong nấu ăn sẽ tạo thành hợp chất chống viêm mạnh, có thể ức chế các protein gây viêm, giảm các triệu chứng viêm mãn tính. 2. Ngăn ngừa bệnh tim. Gừng có thể ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Điều này là do gừng có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm cholesterol và điều hòa lượng đường trong máu. Mặt khác, tỏi còn có tác dụng giảm cholesterol xấu, giảm lượng đường trong máu lúc đói, giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch và tích tụ của màng bám trong thành động mạch. 3. Cải thiện bệnh tiểu đường. Tỏi và gừng là những thực phẩm có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Tỏi và gừng không chỉ giúp giảm lượng đường trong máu mà còn ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, tỏi và gừng còn giúp giảm nồng độ hemoglobin trong máu, rất tốt cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường. 4.
chống ung thư. Một chế độ ăn dầu tỏi và gừng có thể bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư. Điều này là do trong tỏi và gừng có nhiều chất chống viêm và chất chống oxy hóa, có khả năng bảo vệ cơ thể trước những tổn thương tế bào. Bổ sung tỏi và gừng trong bữa ăn hàng ngày giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tụy, ung thư vú. 5. Tăng cường chức năng hệ miễn dịch. Tỏi và gừng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, do đó thêm tỏi và gừng vào chế độ ăn uống sẽ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Đặc biệt, tỏi và gừng còn có đặc tính kháng vi, rút và kháng khuẩn, rất tốt trong việc điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và cảm cúm thông thường. 6. Cải thiện chức năng não bộ. Thường xuyên tiêu thụ tỏi và gừng sẽ giúp não bộ hoạt động hiệu quả, tăng cường trí nhớ. Điều này là do các hợp chất organosulfu trong tỏi có khả năng chống lại tình trạng thoái hóa tế bào thần kinh. Không những thế, tỏi kết hợp với gừng còn làm giảm tổn thương não và tăng cường các enzyme chống oxy hóa cho não bộ. Ăn tỏi tốt cho quý ông, ăn tỏi tốt cho đàn ông như thế nào? Nghiên cứu của các nhà khoa học đã cho thấy rất nhiều công dụng tuyệt vời của tỏi đối với quý ông như sau. 1. Tăng ham muốn tình dục. Tỏi là cộng sự đắc lực cho người bị nhược dương hoặc liệt dương. Ăn tỏi trợ yếu sinh lý vì nó làm tăng ham muốn tình dục. Theo các nhà khoa học, sự cương cứng của dương vật cần sự kích hoạt của một loại enzyme là nitric oxidase. Những hợp chất có trong tỏi giúp sản sinh ra loại enzyme này, giúp kéo dài thời gian cương cứng. Đó là lý do tỏi có tác dụng tốt đối với sức khỏe tình dục của nam giới. Vì vậy, nam giới nên ăn 4 nhánh tỏi tươi hàng ngày để giảm cholesterol và tăng cường khả năng lưu thông máu tới nuôi dưỡng cậu nhỏ. 2. Tốt cho tinh trùng. Ăn tỏi có tốt cho tinh trùng không? Đàn ông có ít tinh trùng cũng được khuyên nên ăn 1 đến 2 nhánh tỏi trên ngày liên tục trong khoảng 2 tháng. Việc này giúp tăng lượng tinh trùng trong tinh dịch, từ đó tăng tỷ lệ đậu thai. 3. Nâng cao thể lực. Đồng thời, các chất creatinine, alithiamine được tạo bởi vitamin B1 và allicin có trong tỏi cũng là thành phần chính tham gia vào hoạt động của cơ bắp, giúp loại bỏ tình trạng mệt mỏi và nâng cao thể lực cho nam giới. Vì vậy, sử dụng tỏi giúp quý ông mạnh mẽ hơn khi sinh hoạt vợ chồng. Ăn tỏi không những tốt cho sức khỏe nói chung mà còn hỗ trợ rất đắc lực cho quý ông trong việc tăng cường sinh lực. Tuy nhiên, cần lưu ý những người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, bị đau mắt, có bệnh gan hay bị tiêu chảy. Nên hạn chế ăn tỏi vì các hoạt chất trong tỏi có thể làm các triệu chứng trên nặng hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn và chữa bệnh, các bạn phải đến các trung tâm y tế, bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Cuối cùng nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé!